Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, hầu việc Chúa còn có nghĩa là chúng ta đang có thể là hướng dẫn chương trình, gây dựng, thăm viếng, chăm sóc cũng là hầu việc Chúa, chứ không phải là chỉ là đứng giảng hay là chúng ta lãnh đạo một hội thánh mới là hầu việc Chúa đâu. Như vậy gần như 100% chúng ta đây là người hầu việc Chúa, phải không ạ? Trừ Phước Toàn đúng không? À, Phước Toàn cũng đánh trống và Phước Toàn cũng đánh đàn nữa. Dạ, thứ sáu tuần rồi là Phước Toàn đánh đàn cùng với lại Minh Đạt, rất là tuyệt vời. Dạ, thờ vương Chúa. Như vậy là tất cả đây chúng ta hầu với Chúa thì chắc là chúng ta không phải là những người gọi là con đỏ thuộc linh hay là cái tuổi hoa niên mà thôi. Nhưng mà chúng ta là những người trưởng thành. Và những em đang học trường Kinh Thánh cũng là người đang học để trưởng thành. Như vậy chúng ta học để trở thành người hầu vì Chúa. Chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta khao khát để trở thành một người có thể giúp đỡ cho Chúa của chúng ta. Và chúng ta cũng giúp đỡ cho những người, cho hội thánh của Chúa và cho cả các mục sư mà chúng ta đang phục vụ. Bên cạnh đó cũng có những chấp sự là những người sẽ chịu trách nhiệm để hỗ trợ cho cái chức vụ quản nhiệm của mục sư của mình. Mà hôm nay tôi cậy ơn Chúa để cùng chia sẻ với bà chị em về một cái phân đoạn Kinh Thánh mà tôi thiết nghĩ rằng nó rất là cần cho chúng ta trong cái thời đại ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Sự Ký thứ nhất chương 22. Từ câu 1 cho đến hết đoạn 10 đến 10 câu 19. Chúng ta sẽ đọc đối đáp với nhau. Sự Ký nhất chương 22. David bèn nói: đây là đền của Đức Chúa Trời, đây là bàn thờ về của lễ thiêu của Israel. David cũng dự bị nhiều sắt nặng làm đinh, đinh cánh cửa và móng cửa cùng nhiều đồng không thể cân được. David nói rằng: Salomon con trai ta hãy còn thơ ấu và non nớt, mà cái đền sẽ cất cho Đức Giê-hô-va phải rất là nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các nước, vì vậy ta sẽ dự bị đồ cần dùng cho nó. Thế thì David dự bị rất nhiều đồ trước khi người qua đời. David nói với Salomon rằng: hỡi con, ta có ý muốn xây cất một cái đền cho danh Jehovah, Đức Chúa Trời ta. Kìa, con trai mà ngươi sẽ sanh ra, nó sẽ là người thái bình, ta sẽ ban bình an cho nó, các thù nghịch ở bốn phía nó sẽ chẳng khuấy rối nó được. Phải khuấy rối nó, vì tên của nó là Salomon. Trong đời nó, ta sẽ mang sự thái bình an tịnh cho Israel. Bây giờ hỡi con trai ta, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng con và làm cho con được hanh thông. Con sẽ cất cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời con theo như lời Ngài đã phán về việc con. Nếu con cẩn thận làm theo các luật pháp mà mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dặn Môi-se truyền cho Israel thì con sẽ được hanh thông, khá vững lòng bền chí, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi. Vả lại con có nhiều nhân công, thợ đục đá, thợ hồ, thợ mộc, đủ người thạo việc về các thứ công việc. David cũng truyền dặn các quan trưởng của Israel giúp đỡ Salomon, con trai người mà rằng:
Chúng ta đọc chung với nhau câu 19. Vậy bây giờ hãy hết lòng tìm cầu Jehovah Đức Chúa Trời. Amen. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý bà chị em. Trong cái phần đoạn kinh thánh này thì tôi sẽ lấy một cái chủ đề chung, đó là ai sẽ là người xây nhà Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta đều là những người xây nhà Chúa. Chúng ta, vì chúng ta ở trong nhà của Chúa. Một khi một người tin nhận Chúa thì người đó dù muốn dù không, người đó đang ở trong nhà của Chúa. Và chúng ta ở bất cứ căn nhà nào, chúng ta phải quan tâm, chúng ta phải gây dựng và chúng ta chăm sóc căn nhà đó. Có đúng không anh chị em? Xin lỗi, kể cả cái chòi chúng ta cũng phải chăm sóc, phải không ạ? Có những cái nhà to nhưng cũng có nhà nhỏ. Có hội thánh to nhưng cũng có hội thánh nhỏ. Và hội thánh to hay nhỏ cũng là hội thánh. Ở trong một mức độ nào đó, Chúa dùng chúng ta để trở thành người hầu vì Chúa. Thì chúng ta không thể nói rằng là chừng nào hội thánh to thì tôi mới hầu vì Chúa. Không, nếu không hầu vì Chúa ở trong những cái hội thánh nhỏ thì chúng ta không thể có một hội thánh to để chúng ta hầu vì Chúa. Chúng ta cùng tin chung tính trong việc nhỏ thì Chúa mới cho chúng ta coi sóc nhiều. Cho nên để có thể làm được công việc của Chúa thì chúng ta, Chúa đòi hỏi một cái gì này? Đó là cái đo lường cái lòng trung tín của tổ quý ông bà chị em. Rồi Chúa Ngài cũng muốn trao cho chúng ta có những cái phẩm hạnh để có thể bước theo, có cái tiêu chuẩn để bước theo, và chúng ta có thể trở thành người xây dựng nhà của Chúa. Trong một cái chừng mực thì sứ đồ Phaolô ông đã nói với Timôthê, hay là ông gửi thư cho Timôthê, và ông nói cái người mà xây nhà Chúa hay là cái người trở thành một người hầu về Chúa đó đòi hỏi những tiêu chuẩn cao lắm. Chồng chỉ một vợ mà thôi, có tài trí, có xứng đáng, hay tiếp khách, không say rượu, không nghiền rượu, không tham lợi phi nghĩa, vân vân và vân vân. Còn sứ đồ Phi-e-rơ thì gửi cho những người trưởng lão, ông nói tôi đây cũng là trưởng lão, anh ấy hầu về Chúa chớp vì hầu về Chúa vì những lời dơ bẩn và hết lòng mà làm, không phải vì cái phần trách nhiệm chứ cho anh em, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. Và trong tất cả những cái thư tín mà những trưởng lão gửi cho những hội thánh hoặc là gửi cho những học trò của ông thì đều là nhắc về làm gương là quan trọng nhất. Chúng ta có thể không có những cái ân tứ, nhưng mà Chúa Ngài có thể cho chúng ta về cái phẩm hạnh. Mà thông qua phẩm hạnh đó thì chúng ta giữ mình và mới giữ bầy của Chúa được, thưa anh chị em. Còn nếu chúng ta coi thường cái phẩm hạnh, chúng ta cứ nghĩ rằng là tôi có ân tứ là đủ rồi, thì thưa anh chị em, anh chị em có thể đem người ta vào cửa trước, nhưng người ta sẽ đi ra cửa sau và người ta sẽ không bao giờ trở lại. Bởi vì cớ rằng gì? Cái phẩm hạnh của chúng ta không có. Sự đòi hỏi ban đầu không có phải là tiêu chuẩn gắt gao, nhưng đòi hỏi ban đầu nó cần có những cái tố chất nhất định để chúng ta có thể trở thành, hay là chúng ta là người hầu về Chúa và tiếp tục biến đổi theo ảnh tượng của Đấng Christ, để qua đó mà chúng ta làm gương cho người khác. Như sứ đồ Phaolô nói gì? Hãy bắt chước tôi như là tôi bắt chước Đấng Christ. Việc xây nhà Chúa ở đây, như David thì ông là một người cực kỳ khao khát yêu Chúa, phục vụ Chúa và muốn xây nhà của Chúa. Ông muốn khao khát để xây cho Chúa một cái đền. Bởi vì từ khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, trước đó thì chúng ta thấy là gì? Họ chỉ dựng những cái trụ thờ hoặc là những bằng những viên đá để thờ phượng Chúa mà thôi. Ngay cả Abraham thì tập tành thờ phượng Chúa cũng bằng những cái viên đá ông dựng lên bàn thờ để thờ phượng Chúa. Jacob cũng vậy, dựng những viên đá để thờ phượng Chúa. Giống như người ta đã dựng những cái bàn thờ ông thiên ở bên ngoài, người ta thờ phượng Chúa vậy, anh chị em. Và cho đến khi dân Israel ra khỏi Ai Cập thì thời điểm suốt cả những năm tháng ở trong đồng vắng thì họ chỉ làm cái liều tạm chứ chưa thể làm một đền thờ. Và David là một người yêu Chúa cho nên ông ấp ủ để có thể xây cho Chúa một cái đền thờ. Và ước ao cái đền thờ của Chúa xây như thế nào, ông bà chị em? Trở lại đoạn 22 thì chúng ta thấy ở trong câu số 5 ghi như thế này: David nói rằng Salomon con trai ta hãy còn thơ ấu và non nớt, mà cái đền sẽ cất cho Đức Giê-hô-va phải rất là nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các nước. Vì vậy ta phải dự bị đồ cần dùng cho nó. Mục đích của David, lòng khao khát của David, khải tượng của David là xây cho Chúa một cái đền như thế nào? Như thế nào anh chị em ạ? Nói lớn lên cùng với tôi ạ.
uy nghi. Dạ, nhà của Chúa phải uy nghi. Nhưng mà uy nghi trong Cựu Ước là theo nghĩa đen, nhưng mà uy nghi trong Tân Ước là theo nghĩa bóng, có nghĩa là gì? Chúa phải được vinh hiển ở trong nhà của Chúa và vinh hiển qua mọi chức vụ chúng ta. Amen chị em. Điều thứ hai mà nhà của Chúa mà David muốn ao ước đó là gì? Ngoài uy nghi thì sao ạ? Có danh tiếng rực rỡ trong các nước. Nào bây giờ nếu chúng ta thấy rằng là so về Việt Nam thì Hội Thánh Việt Nam có phải là Hội Thánh danh tiếng rực rỡ trong các nước chưa ạ? Giờ danh tiếng hay là tai tiếng ạ? Nó có ba cái tiếng thôi à. Tai tiếng, danh tiếng. Tai tiếng là mang tiếng, nổi tiếng. Dạ. Như vậy ở đây David ao ước là gì? Nhà của Chúa phải là gì? Quý nghe, rồi gì đó à? Có danh tiếng rực rỡ. Ông bà chị em cần khẳng định cùng với tôi: Chúa ơi, con khát khao. Nói đi ạ. Nhà của Chúa phải là quý nghe, có danh tiếng rực rỡ trong các nước. Chúng ta không chỉ là tuyên bố, nhưng ta cần xác định đó là mục tiêu. Và điều quan trọng nhất để có thể làm cho Chúa, nhà Chúa nguy nga, làm cho nhà Chúa rực rỡ, nó bắt đầu từng mỗi thành viên là người xây nhà Chúa. Từng một người nhân sự, từng một người lãnh đạo hội thánh nhóm nhỏ, từng những người mục sư quản nhiệm, từng người giám mục của linh hồn. Và tất cả đều đặt cái mục tiêu khao khát để có thể xây nhà của Chúa trở nên uy nghi và rực rỡ. Và khi chúng ta, con người này, đền thờ này, tay thợ này trở thành tay thợ khéo và có thể làm gương cho dân sự của Đức Chúa Trời, thì lúc bấy giờ cái căn nhà mà thuộc thể Chúa cũng sẽ làm cho nó uy nghi. Tôi nhớ trước đây chúng tôi bắt đầu từ một cái điểm nhóm rất là nhỏ ở tại Củ Chi. Từ cái điểm rất nhỏ ở Củ Chi, rồi sau đó chúng tôi bắt đầu đưa lên tới chỗ ngã Ba Bầu. Và chúng tôi dời qua Phạm Văn Bạch. Và chúng tôi đi di chuyển thì mỗi một cái điểm nó rất là nhỏ. Cái điểm nhóm bề ngang có 3 mét, 3 mét 2, trải dài được có khoảng 6 mét cho đến 9 mét là hết. Nhiều khi cái buổi nhóm chỉ tối đa được là 20-25 người và không còn chỗ để cái ghế để ngồi nữa và không có chỗ để xe. Vẫn có cầu nguyện Chúa để có thể mở ban công việc của Chúa vào ngày kia, Chúa cho tôi thấy một khải tượng. Và tại nơi đây, thấy rằng là sẽ có nhiều thanh niên được đào tạo và được đi ra. Và tôi nói với cái người mục sư của hội thánh này, của nhà thờ này, và ông bà mới nói rằng là mục sư hãy cầu nguyện đi. Bởi vì Chúa gọi ông bà là người truyền giáo chứ không phải là người trăng bày. Và khi chúng tôi cầu nguyện một ngày nọ, Chúa kêu hãy gặp nhau. Và sau đó thì chúng tôi đã quyết định là thuê cái căn nhà này để thờ phượng Chúa. Rất là nhiều anh chị em nói rằng là ủa cái căn nhà này to quá, mình thuê làm chi vậy, để mình không có sử dụng hết. Tôi nói nhưng mà đó là tương lai chúng ta sẽ sử dụng được cái căn nhà này. Trước khi dịch thì chúng ta biết là căn nhà này chúng ta đã sử dụng rất là nhiều. Ngay cả trường Kinh Thánh được mở ra và huấn luyện và anh em ở lại ngủ lại. Và tới đây có những cái chương trình bồi linh hàng trăm 150 người, và thậm chí có lần kia là 210 người ở trong một cái phòng này. Anh chị em có tin nổi không? Trở lại cái vấn đề nhà của Đức Chúa Trời, Ngài muốn xây, xin lỗi, David muốn xây, đó là căn nhà đó phải là rất nguy nga và có danh tiếng rực rỡ ở trong các nước. Bây giờ chúng ta sẽ đi đó nói đến cái tiêu chuẩn của người xây nhà Chúa. Thứ nhất, ai là người không được xây nhà Chúa? Chúng ta thấy là David là người rất là khao khát để xây nhà Chúa, nhưng mà David là không được. Lý do tại sao anh chị em? Chúng ta xem ở trong câu số 8. Trước khi chúng ta đọc chung lại câu số 8, tôi xin đọc lại câu 7 cho mà chị em. David nói với Solomon rằng: hỡi con, ta có ý muốn xây một cái đền cho danh Jehovah Đức Chúa Trời ta. Lúc này Solomon trưởng thành chưa mà chị em? Chưa. Vì David nói gì? Solomon con trai ta còn thơ ấu. Và David đã tâm sự chia sẻ với Solomon:
Tôi xin dừng lại đây một chút để chúng ta sẽ thấy được rằng David là một người thờ phượng, và thậm chí Kinh Thánh nói gì? Trong ngày cuối cùng, Ngài sẽ lập lại cái đền tạm của David. Ở trong sách Công vụ đoạn 15 cho chúng ta câu 16 nói là Ngài sẽ lập lại cái đền tạm David. Thôi đó, đền tạm David không phải chỉ là sự thờ phượng mà Ngài khen. Nhưng đền tạm David đó, là ông có muốn dành cho nơi chí thánh, dành cho đền giao ước của Chúa. Rồi ông dành cho cái nơi mà các thầy tế lễ để phục vụ. Rồi một nơi ông dành cho hành lang là nơi của dân ngoại bang. Và nếu chúng ta hiểu về cái ý nghĩa của đền tạm David, nó không chỉ là ngợi khen thờ phượng. Bởi vì có rất nhiều người đã giải thích rằng là đền tạm của David là sự ngợi khen thờ phượng. Nhưng trong Công vụ đoạn 15, nếu chúng ta xem cái mạch văn đó thì đền tạm David không phải chỉ là sự ngợi khen thờ phượng. Nhưng đền tạm của David nói về tấm lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Mà cho em đọc lại Công vụ 15 đi sẽ thấy. Là dân ngoại sẽ được cứu, dân ngoại sẽ đứt vào, dân ngoại sẽ trở thành một dân được kế tự. Đền tạm David không nói về chỉ nói sự ngợi khen, bởi trong đền tạm có sự ngợi khen. Chúng ta có sự thờ phượng, Chúa sẽ lập lại, Chúa khôi phục lại sự thờ phượng trong đền tạm. Nhưng mà tại nơi đó có dân ngoại, là dân mà được nghe và tin vào danh Chúa, để họ cũng được thánh hóa, họ cũng được cứu như chúng ta vậy. Đó là câu nói của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đã khẳng định lại điều đó. Đền tạm David có thể là một cái điều mà ông đã ước ao từ bao nhiêu năm. Cái đời trị vì của ông khao khát để xây đền tạm, xây nhà của Chúa. Nhưng mà ông nói gì? Ông không xây được. Thì trong tất cả những con của David có một người tên là Salomon. Theo bà chị em thì quá khứ của Salomon có phải là một cái gì đó hoàn hảo không ạ? Ông là con của ai ạ? Bát-sê-ba. Là Bát-sê-ba là vợ của ai ạ? Vợ của Uri. Nhưng đứa con đó đó, đứa con trước đó đó với David, đứa con ngoại tình đó đó, đứa con ngoài gia thú đó đã chết. David, và rồi David âm thầm tiêu diệt Uri. Điều đó được bại lộ và ông đã bị quở trách. Sau đó thì ông đã ăn năn. Cuối cùng thì sao? Ông rước Bát-sê-ba về nhà, về cung vua, và ông đã sống với Bát-sê-ba và sanh ra một con người tên là Salomon. Salomon trong nguyên nghĩa tiếng Hebrew có nghĩa là người bình an. Nó bắt nó là ra từ cái gốc từ là Salom. Salomon, Salom là người thái bình hay là người bình an. David chia sẻ với Salomon và con ơi, ta muốn xây cho Đức Chúa Trời một cây đền. Nào, thưa anh chị em, ngày nay tôi và chị em là người xây đền thờ Chúa, chắc chắn như thế rồi. Nhưng có bao giờ chúng ta có nghĩ rằng chúng ta sẽ truyền đạt lại cho cái thế hệ kế tiếp để có thể làm công việc Chúa tốt hơn chúng ta không ạ? Bao nhiêu người có ý tưởng đó? Tạ ơn Chúa vì anh chị em có ý tưởng đó. Bởi vì có những người nói rằng tao là người lãnh đạo thì không có thằng nào lãnh đạo hết. Có những hội thánh cha lãnh đạo và cuối cùng là cha chết, rồi hội thánh tan luôn. Vì họ không có người lãnh đạo kế thừa. Nhưng mà tại nơi đây David đã có một cái tâm tình, và ông đã thỏ thẻ, ông chia sẻ với đứa con mà ông yêu thương là Salomon. Thật ra trong các đứa con để mà trọn vẹn để tiếp cái ngôi của ông khi không phải là Salomon đâu. Trong các con của ông ai là người đẹp trai nhất? Absalom. Và đến nỗi là gì? Từ đỉnh đầu cho đến bàn chân không có một cái vết sẹo nào hết. Nếu nói theo nghĩa thuộc linh có nghĩa là hoàn hảo, phải không ạ? Không có vết tích nào cả. Từ đời sống thuộc linh rất là tuyệt vời, từ hầu vị Chúa rất là tuyệt vời, hiếu kính cha mẹ, giữ các điều răn, dân phần mười làm tất tần tật, không có một vết sẹo nào hết. Nhưng cuối cùng thì Absalom không được chọn để trở thành người kế vị, nhưng là một người tên là Salomon.
Cho nên xuất phát điểm của ông bà chị em là ai không quan trọng, bằng vấn đề chúng ta là người trở thành người mà Chúa muốn, theo bổn tính của Ngài và theo tấm lòng của Ngài, thì lúc bấy giờ Đức Chúa Trời Ngài có thể dùng ông bà chị em để trở thành người xây nhà Chúa. Qua điều này tôi cũng chia sẻ với tất cả bà chị em, những ai nghe sứ điệp này, có thể xuất phát điểm của bà chị em không phải là dòng dõi Lê-vi, không phải là dòng dõi có những người hầu vị Chúa, nhưng nếu bà chị em là người có tấm lòng của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ chọn lựa để có thể ông bà chị em trở thành người hầu vị Chúa đó. Hồi trước đây tôi khao khát để hầu vị Chúa, tôi đi học trường Kinh Thánh, và khi trở về thì tôi mới tỏ bày điều đó với lại mục sư quản nhiệm của chúng tôi. Mục sư ơi, tụi con muốn hầu vị Chúa. Ông nói hầu vị Chúa có nghĩa là sắp ghế nè, quét băng ghế nhà thờ, rồi khiêng chậu kiển lên. Mà tôi nghe như vậy tôi đi thức rất là sớm để tôi khiêng chậu kiển lên, tôi sắp ghế, tôi lao ghế đủ thứ hết. Nhưng tôi khiêng chậu kiển lên thì ông mục sư ông đến và ông sửa lại hết. Cảm thấy không được, không đúng như vậy. Thì tôi vẫn để ý có ông như thế nào, cái chậu nào để chỗ nào, chậu nào để chỗ nào. Và lần sau tôi cũng làm y như vậy, nhưng mà lên gặp ông nói cũng không được. Và ông cũng kêu làm theo cách của ông. Tôi nói hầu vị Chúa sao khó quá vậy. Rồi hầu vị Chúa cũng là có thể làm mình trung tín nhắm lại thờ phượng Chúa, cũng là hầu vị Chúa. Đúng không sai thưa anh chị em. Nhưng tôi khát khao để trở thành người đi giảng đạo. Tôi thấy có những người đi giảng đạo tôi thấy rất thích, vì cớ rằng là họ giảng đạo rất là hay. Họ là người ăn mặc rất là sang trọng và họ đi giảng đạo rất là hay. Và tôi khao khát được như thế. Nhưng mà nhìn lại thì sao? Dòng dõi của chúng tôi không phải là dòng dõi Lê-vi. Thế là ba tôi không phải là người hầu vị Chúa, ba tôi chỉ là chấp sự hội thánh thôi. Và tôi khao khát, cứ khao khát như vậy. Sự hầu vị Chúa đôi khi xuất phát điểm của chúng ta nó không phải là một cái điều gì đó rất là trọn vẹn hoàn hảo. Ngày xưa tôi rất hãnh diện vì tôi là con dòng, tức là gì, từ lúc còn ở trong bụng mẹ đã đi thờ phượng Chúa rồi. Nhưng điều đó cũng không phải là điều mà Chúa chọn lựa đâu. Vì chúng ta được ở trong một nhà gia đình của người có Chúa là một phước hạnh. Bởi vì sao? Chúng ta được dạy, chúng ta được uống nắng theo cái đường lối của Chúa. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu cho trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Đó là một cái vinh dự, đó là một cái lợi thế. Nhưng cũng không mấy nhiều người có con cái, tức là có cha mẹ là người hầu việc Chúa, nhưng họ cũng không hầu việc Chúa. Có nhiều người thì nói như thế này: được trở thành người hầu việc Chúa là được Chúa Ngài chọn lựa và Ngài sắp đặt. Ngài chọn người đó hầu vị Chúa là người đó hầu vị Chúa. Theo bà chị em thì lập luận này có chính xác không ạ? Và người ta dẫn chứng ở trong Giăng đoạn 15 câu 16: không phải các ngươi chọn ta, bèn ta đã chọn và lập các ngươi để ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đầu luôn. Đúng không ạ? Đúng chứ. Chúa biết trước mà. Đối với lại Jeremy thì Chúa nói sao? Khi mà ngươi chưa sanh ra thì ta đã biết ngươi rồi. Khi ngươi còn trong bụng mẹ thì ta đã sắp đặt cho ngươi để ngươi trở thành tiên tri các nước rồi. Mặc dù Jeremy đến 20 tuổi ông vẫn chưa có thể là xác định về điều đó. Ông nói tôi vẫn là con trẻ khi Chúa nói với ông. Có nghĩa là Chúa là đấng thần hữu, là Ngài biết hết tất cả cuộc đời của chúng ta. Bởi vì sao? Ngài là Alpha và là Omega. Cái Alpha và Omega của Chúa đó là đời đời. Còn cái Alpha và Omega của chúng ta có mấy chục năm à. Cho nên chúng ta là những người ở trong cái Alpha và Omega của Chúa. Chúa biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà trong đó Đức Chúa Trời lại cho chúng ta một cái vinh dự. Đó là sự chọn lựa. Chúa chọn chúng ta. Nhưng chúng ta có chọn lựa để đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa hay là không? Phi-e-rơ nhất chương 1. Xin lỗi, Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 10. Chúng ta cùng xem cái câu kinh thánh này. Tôi thường chia sẻ câu kinh thánh này cho những người hậu, những anh em mà tốt nghiệp cho kinh thánh. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và sự chọn lựa của mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Trong bản cũ của chúng ta thì không có sự chọn lựa của mình. Nhưng trong bản hiệu đính hoặc là bản dịch mới thì có chữ của mình. Như vậy thì sự kêu gọi của Chúa và sự đáp ứng của mình. Chúa Ngài kêu gọi, nhưng mà tôi và quý bà chị em phải có trách nhiệm hay là có cái quyền để đáp ứng, hay là chúng ta khư từ. Timothy nhất chương 3 câu 1: điều ước ao để làm chức giám mục, tức là người hầu vị Chúa đó,
là một ước ao gì? Tốt lành. Kể cả như anh chị em là người tin Chúa, gia đình anh em chưa tin Chúa hết, con cái mình tin Chúa, anh chị em cũng ước ao để con cái của mình trở thành người hầu vị Chúa nữa, phải không? Và đó là ước ao tốt lành. Như vậy trong cái sự kêu gọi của Chúa và cái sự đáp ứng sự kêu gọi đó, tức là cái sự chọn lựa hay là quyết định của chúng ta bước đi theo Chúa. Và tôi thấy có một điều đặc biệt như thế này: cái người mà khao khát ước ao để hầu vị Chúa đó, họ không phải là người hoàn hảo nha chị em, nhưng mà họ có thể vấp váp nhiều thứ lắm. Mà cho gà dẫu như thế nào chăng nữa, họ vẫn quyết cũng vẫn tiếp tục để làm sao để phục vụ Chúa trong cái lĩnh vực nào đó. Thậm chí họ bị kỷ luật, vật lý kỷ luật rồi, nhưng họ vẫn tiếp tục để khao khát để hầu vị Chúa tiếp. Cho nên cái xuất phát điểm của một người hầu vị Chúa nó không phải là sự hoàn hảo của anh chị em, nhưng mà xuất phát điểm đó chính là tấm lòng của anh chị em. Và khi anh chị em có tấm lòng rồi thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ nhào nặn và Ngài biến đổi anh chị em trở thành một cái công cụ hữu dụng cho nhà của Đức Chúa Trời. Trong tiến trình đó chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều sai trái của người đó lắm. Trong quá trình mà Chúa tôi luyện đó, chúng ta thấy nhiều sai trái lắm, lên xuống lên xuống, có những lúc đi ngang, có những lúc đi luôn vô xuống rồi ngồi lên, giống như tàu lặn vậy đó. Nhưng mà nhiệt huyết trong đời sống của họ, họ luôn luôn nhiệt huyết để trở thành người hầu vị Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng David, ông đã có một cái tâm tình, ông chia sẻ với lại Salomon, con của ông: tôi ước ao rằng trong vấn đề khi anh em lãnh đạo hội thánh của Chúa, thì không chỉ giảng cho họ hiểu Chúa, nhưng hãy truyền đạt, hãy truyền lửa cho họ, để làm sao để có lửa linh cháy ở trong lòng của họ trở lại, anh chị em. Amen chị em. Dạ, phải làm sao cho lửa cháy trở lại. Và chúng ta cũng làm sao để cho họ có một cái tầm nhìn là họ cũng có thể trở thành người hầu vị Chúa. Tất nhiên cả hội thánh không phải là tất cả đều trở thành người hầu vị Chúa đâu. Có người họ hầu vị Chúa theo cách khác. Có nhiều họ làm kinh tế, rồi từ kinh tế đó họ có thể mở ra cái công việc làm ăn cho nhiều người. Rồi đôi khi họ đón những người chưa biết Chúa vào, rồi qua cái đời sống của họ, hoặc qua sự làm chứng, thì cũng có người tin Chúa nữa. Đó cũng là cách hầu vị Chúa, chứ không chỉ là khi chúng ta đứng giảng hay là trở thành người lãnh đạo thánh mới là người hầu vị Chúa. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là David tiếp tục âm tâm sự với Salomon như sau. Câu số 8: nhưng có lời của Đức Giê-hô-va cùng phán cùng ta: ngươi đã đổ huyết ra nhiều, đánh những vật lớn lao, vì vậy ngươi đã đổ huyết ra nhiều trên đất tại trước mặt ta, nên ngươi sẽ chẳng cất đền cho danh ta. Vậy thì ai là người Chúa không chọn để hầu vị Chúa? Trong cái phần kinh thánh này, câu 8 thì cho chúng ta thấy có hai hạng người mà không nên bước vào trong cái sự hầu vị Chúa, hoặc là chúng ta phải giải quyết được cái nan đề đó. Thứ nhất, đó là làm đổ huyết ra nhiều. Tức là gì? Giết người. Đúng không chị em? Thì ở đây anh chị em có ai giết người không ạ? À, chúng ta sẽ nghĩ ngay là gì? Ô, tôi đâu có giết người đâu. Tôi đâu có giết người, tôi đâu có giết ai đâu. Nhưng mà ở trong Văn Nhất chương 3 thì nói sao ạ? Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Nếu chúng ta là người xây nhà Chúa mà chúng ta ghét anh em mình, thì chúng ta sẽ phá nhà Chúa chứ không phải là xây nhà Chúa. Nếu một trong đạo quân của Chúa mà đánh nhau, giết nhau, thì anh chị em nghĩ đạo quân đó mạnh hay yếu? Không cần phải nhìn đâu xa, chúng ta nhìn lại chính mình, chúng ta có đang ghét ai không anh chị em? Như vậy Chúa không cho chúng ta ghét.
Nhưng mà Chúa vẫn cho chúng ta ghét. Ghét cái gì ạ? À? Ghét tội lỗi, ghét gì nữa ạ? À? Ghét cái gì không bà chị em? Ghét cái áo làm cho ô uế. Có nghĩa là cái gì mà nó tựa như điều ác. Chúa Phaolô nói gì? Cái điều gì tựa như ác anh em phải tránh xa. Chúng ta cần ghét cái đó. Chúng ta cần ghét những cái tội lỗi, nhưng chúng ta không ghét cái người đó. Đôi khi anh em sai trật, chúng ta quả trách cho đến khi cái tội lỗi nó phải lìa khỏi người đó, hoặc là người đó phải dừng lại hay là lìa khỏi chức vụ đó. Bởi vì không thể nào vừa ở trong cái chức vụ người xây nhà Chúa mà lại là người tranh chiến, lại là người làm đổ huyết người khác. Thậm chí có người hầu vị Chúa nói: có thằng cha đó không có tôi. Ngon chưa? Có thằng cha đó là không có tôi. Chúng ta có thể bất đồng nhau, chúng ta có thể không đồng ý với những cái sáng kiến hay là những cái quyết định hay là cái hướng đi của nhau. Vì mỗi một người có một cái ơn gọi. Giống như các nhánh cây, nó phải có nhánh thì bên đông, có nhánh bên tây, có nhánh thì đường lên. Nhưng mà tất cả nhánh đó đều nó đang dính với gốc. Chúng ta phải yêu quý và trân trọng nó, chứ mà chúng ta ghét. Chủ nhật vừa rồi thì có một ông cũng lớn tuổi, ông hỏi tôi rằng là: ủa tại sao nhiều cái bên Công giáo thì có chức giám mục, còn ở bên mình thì không có chức giám mục vậy? Giám mục là gì? Ông hỏi tôi như vậy. Ở trong thường trong hội thánh chúng ta thường gọi là chức vụ mục sư thôi, không có chức vụ giám mục, đúng không? Pastor hay là một cái từ mỹ miều nữa là từ gì dùng cho chức vụ mục sư nữa, mục sư tiếng Anh nữa, real hả? Không, bishop là giám mục, còn cái chức vụ mục sư reverend đó là cũng là chức vụ mục sư, mà chức vụ gọi là mục sư thực thụ. Còn pastor chỉ là một cái người là chức vụ trang bày thôi. Tôi nói thực tế là trong Kinh Thánh là có cái chức vụ đó, chỉ có Việt Nam hay không có chức vụ đó thôi. Ở Pakistan, ở Ấn Độ, ở tất cả các nước đều có bishop hết vậy. Chúng tôi qua bên tôi như một sư Tuấn đi qua bên Kenya, có những bishop. Khi mà có những người họ đến, họ đánh giày cho chúng tôi khi chúng tôi đi vào nhà vệ sinh, đặc biệt là những người mà đại diện các nước, thì chúng tôi đi vào nhà vệ sinh xong trở ra thì ngồi xung quanh đó là những người ăn mặc vest rất là lịch sự và đánh giày cho chúng tôi. À, xin cho chúng tôi được phép để tôi lau cái đôi giày, vì tôi đây đi vô nhà vệ sinh nó dơ, cho nên ra tôi nên lau đôi giày cho quý vị. Hỏi ra thì những người đó có những người là bishop, những người giám mục. Người mục sư là lãnh đạo, chỉ có thể làm từ 3 con chiên trở lên đó là mục sư rồi. Nhưng mà bishop có nghĩa là người lãnh đạo của các mục sư. Như Phêrô nói gì? Tôi đây cũng là trưởng lão và tôi lãnh đạo anh chị em. Sứ đồ Phaolô cũng vậy. Ông đã giảng cho những người lãnh đạo, những người mục sư khác, thì ông là chức vụ sứ đồ cũng như ông là bishop. Trong Kinh Thánh thì dùng có gần như là có duy nhất có một lần nói rằng là chức vụ giám mục mà thôi, ở trong Tim Thầy nhất chương 3 câu 1. Thì ông hỏi tôi như vậy và tôi nói là đúng, ở Việt Nam chúng tôi là vì cái chức vụ giám mục đó nó rất là cao trọng, cũng như là có chức vụ tiên tri hay là chức vụ sứ đồ nó rất là cao trọng, cho nên mặc dầu có những người làm trong công việc hay làm trong cái chức vụ đó, công việc của chức vụ đó, nhưng mà đôi khi họ không được gọi làm chức vụ đó, không được gọi cái tên hay là chức danh của chức vụ đó, do vậy họ vẫn làm công việc đó. Rồi bắt đầu ông nói chất vấn tôi tiếp là ở bên Công giáo đó là người ta có một hộ giáo hội một thôi, còn Việt Nam sao một người tin lành xong mà mình nói mình đi đúng mà sao mình quá chừng giáo hội vậy. Ở lâu thời gian cái đẻ ra cái giáo hội khác, lâu là gian cái đẻ ra giáo hội khác. Mới 2 tuần trước đây là đẻ ra giáo hội là hội thánh Ngũ Tuần Thánh Khiết. Hiện bây giờ Việt Nam có là Ngũ Tuần AR, Ngũ Tuần FR, Ngũ Tuần AR, Ngũ Tuần FR, còn của mình là Ngũ Tuần Rema. Miền Bắc có Ngũ Tuần Việt Nam, rồi có trong thành Sài Gòn có Ngũ Tuần Liên Hiệp. Rồi bây giờ thì có Ngũ Tuần Chúa Giêsu.
Rồi bây giờ là có thêm ngũ tuần thánh khiết. Ủa sao kỳ hay sao mà nó rắc rối như vậy? Còn Baptist thì có Baptist liên hiệp, Baptist truyền thống, Baptist ân điển, Baptist truyền giáo, Baptist phương Nam, Baptist phương Bắc, Baptist phương Đông, Baptist phương Tây, Baptist thiên ái. Sao nhiều quá vậy? Còn trưởng lão thì rất là nhiều trưởng lão. Có trưởng lão có râu, có trưởng lão không râu. Giám lý thì quá nhiều giám lý luôn. Và họ nói, ôi, Tin Lành lộn xộn lắm. Tin Lành ngay cả Tin Lành Việt Nam, còn cái Tin Lành Việt Nam miền Nam, mà Tin Lành Việt Nam miền Bắc, mà Tin Lành Việt Nam miền Bắc cũng phải là Tin Lành Việt Nam miền Bắc, mà Tin Lành Việt Nam miền Bắc chính là Tin Lành Việt Nam miền Nam. Tại vì người miền Bắc vô miền Nam để đầu quân cho người miền Nam, miền Nam ra vào đó để lôi một số hội thánh đi ra để mở một hội thánh Tin Lành miền Nam của miền Bắc. Lộn xộn quá. Mà tôi thích cái lộn xộn đây. Thật ra không có lộn xộn đâu anh chị em. Không có lộn xộn. Vì họ đang có một linh của Đức Chúa Trời đang cai trị. Bây giờ chúng ta tưởng tượng đi, một cái cây mà nó cứ lên xung đột như vậy thì sao ạ? Nó chỉ làm kiển thôi à. Nhưng Chúa Giê-xu nói sao mà ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Và có nhánh, nhiều nhánh hết nhánh à. Nhiều nhánh, nhưng nó mang bản chất của gốc nhỏ thật. Càng nhiều nhánh càng tốt. Cũng có thể có những nhánh lớn và nó ra những nhánh nhỏ xum xuê. Đó là gọi là giáo hội, chúng ta gọi là giáo hội. Nhưng có những nhánh tự nhiên cái cây đáng lên vậy, tự nhiên nó tẻ ra có tí xíu à. Chúng ta có thấy những cái cây mít không ạ? Cây mít của một sư thiết cho nên đang bọng lên nhưng mà tự nhiên có ra nhánh tí xíu là nó còn trái ra đó. Còn trái một à. Nhưng mà nó có dính vô gốc không? Nó vẫn dính vô gốc. Nhưng nó có thể không có nhiều trái. Nhưng có nhánh nó, cái nhánh nó lớn lên vậy, nó tẻ ra một nhánh. Rồi từ nhánh này ra 5 nhánh và nó ra xum xuê luôn. Và chúng ta nhìn thấy rất là rõ cái nhánh mít đó. Cho nên thưa anh chị em, đừng nặng lòng về điều đó. Nhưng mà đừng bao giờ mang cái tư tưởng chia rẽ là được. Chúng ta luôn yêu thương và hỗ trợ nhau. Và tôi nói anh chị em, đứng một mình không bao giờ đứng nổi đâu. Đứng một mình không bao giờ đứng nổi. Có những anh chị em cũng đã từng tẻ tách khỏi hội thánh Rema, mà bây giờ họ không còn một người nhóm lại thờ phượng Chúa. Nhưng mà họ vẫn chưa nhìn thấy ra được cái điều sai của họ. Họ nói họ đi theo ý Chúa, nhưng mà đi theo ý Chúa cuối cùng nhóm lại 50-60, bây giờ cuối cùng không còn một ai nhóm lại. Họ nói là đi theo ý Chúa. Tôi không hiểu là ý Chúa ý kiểu gì. Rồi cuối cùng họ mới binh vực là gì? Họ binh vực cái điều họ làm đó. Họ nói rằng là chiếc tàu Noe cứu có 8 người đó làm sao. Nhưng họ quên câu kinh thánh Chúa nói là Chúa muốn tất cả mọi người được cứu. Chúa muốn tất cả mọi người được ăn năn. Nào, bây giờ trở lại chúng ta thấy về vấn đề cái tiêu chuẩn đầu tiên là một người không thể nào trở thành một cái người xây nhà Chúa được. Đó là người làm gì? Đổ huyệt. Hãy xét lòng của bà chị em và tôi. Chúng ta đang có làm đổ huyết không? Chúng ta xem xét trong chúng ta có lối ác nào không? Sư Phụ Lô nói hãy xem xét trong lòng anh em có điều gì tựa như điều ác không? Anh em tránh xa và xem có lối ác nào không? Tại vì sao chúng ta không được phép ghét anh em mình? Chúng nói ghét anh em mình là kẻ giết người, như là Ca-in đã giết em mình. Và Chúa gọi Ca-in là con của gì? Ma quỷ. Chúng ta là người theo Chúa, yêu Chúa thì không thể ghét anh em mình được. Tôi ví dụ, tôi với là mục sư Lương Ngọc Ân, chúng tôi từng đã hầu vị Chúa với nhau. Bây giờ mục sư thì đi theo cái hướng là cầu nguyện, tôi là hướng mở mang hội thánh. Chúng tôi không làm việc với nhau, nhưng mà chúng tôi không nào ghét nhau. Tôi nhớ cái ngày đám cưới của Lịch với lại Hoa. Ngày đó nhờ MC Trương Anh Tuấn. Nhưng MC Anh Tuấn bị ho, thế là
không biết nhờ MC nào. Phải tính là nhờ MC Điệu Ví. Điệu Ví nói em không dám nhận thầy ơi. Rồi tao nói một sư ân, coi nói như là tìm coi có MC nào đó. Thì ngay lúc đó nha, khi mà tôi nói một sư ân rồi, một sư ân nói để tôi đang nhờ một cái em kia. Thì đang lúc đó chú mới nói với tôi rằng con với một sư Lương Ngọc Ân làm luôn, bao vàng luôn. Tôi gọi điện lại cho ông, tôi nói một sư ơi, bây giờ không cần phải nhờ ai hết, tôi với một sư. Bây giờ một sư hướng dẫn đi, tôi giảng xong thì một sư sẽ người làm lễ, còn đánh đàn thì tôi sẽ người đánh đàn để họ thánh hát. Thế là tôi với một sư Lương Ngọc Ân chúng tôi bao vàng luôn. Và tôi thấy cái lời cưới phước hạnh ghê, phải không ạ? Tôi thấy có người khóc mà đám cưới người ta cười, mọi người có người khóc nữa. Không, cô dâu không có khóc. Mà như mẹ nuôi cô dâu khóc thì vậy. Mẹ Thục Linh cô dâu khóc. Chúng tôi thấy là cái đám cưới nó diễn ra, nó cái chương trình nó không có gọi là hoành tráng, nhưng mà nó không thể thiếu những cái điều quan trọng, rất là rập ràng. Và đặc biệt là cái MC sau khi mà làm lễ xong, tôi ngạc nhiên vì tự nhiên tôi đang ngồi dưới đây nghe tiếng của MC. Tôi nói ồ, MC nào chuyên nghiệp, nhìn lên, ủa em Huyền. Tới chừng hồi tôi lên tôi chúc mừng, ồ Huyền ơi hay quá Huyền ơi. Dạ thưa thầy, đây là lần đầu tiên của con đó thầy. Chúng tôi nói bà chị em, khi công việc Chúa cần thì chúng tôi bỏ hết tất cả những sự khác biệt và chúng tôi ngồi lại với nhau. Giống như chương trình Chung Như Thương bạn, chúng ta bỏ hết tất cả khác biệt, chúng ta sẵn sàng ngồi lại với nhau và chúng ta sẵn sàng là trở thành những người phục vụ, không cần phải ai biết chúng ta, không phải đứng lên hướng dẫn chương trình thì hay là hướng dẫn hết thì mới là để cho người ta biết, vì chúng ta đang phục vụ hậu thánh của Chúa, phục vụ Chúa. Cho nên thưa anh chị em, hãy loại bỏ ra khỏi chúng ta cái tinh thần của sự ghen ghét. Amen chị em, nó không có quyền ở trong tôi và anh chị em, bởi vì nếu có thì chúng ta không thể trở thành người xây nhà Chúa được. Câu hỏi của tôi xin lặp lại, anh chị em có phải là người xây nhà Chúa không? Nếu có thì chúng ta phải loại bỏ cái sự ghen ghét ra khỏi lòng của chúng ta. Amen. Cái điều thứ hai của người xây nhà Chúa không được có, đó là gì? Đó là sự tranh chiến. Ở trong câu 8 phần B là đánh những giặc lớn lao, vì vậy ngươi đã làm đổ huyết ra nhiều trên đất tại trước mặt ta, nên ngươi chẳng cất đền cho danh ta. Cái người đánh giặc lớn lao, đây là người hay tranh chiến. Hình như cái này có bộ có này hen. Tranh chiến là tranh cãi, đúng sai hơn thua, tôi đúng anh sai. Thế thì giữa vợ chồng có tranh chiến không? Ai là người thắng? Bây giờ hỏi cái người lâu nhất nè. Bây giờ mục sư Trương Thiết nè, khi tranh chiến thì ai thắng? Không, để giữa hai người ai là người làm hòa trước? Dạ, chồng làm hòa trước. Dạ. Rồi hỏi cái người mới nhất nè, Lịch với lại Hoa nè, khi có tranh chiến không ạ? Chưa tranh chiến. Tại vì đang hưởng tuần trăng mật rồi tháng trăng mật. Thật ra thì trong cái cuộc sống hôn nhân, chúng ta có những sự bất đồng, có tranh chiến, nhưng mà rồi chúng ta lại cũng trở lại trong sự hòa thuận. Sự tranh chiến đó nó có thể gọi là tranh luận. Để chi vậy? Để tìm ra được cái tiếng nói chung và tìm ra cái điều tốt nhất để giải quyết sự việc. Nhưng có một vấn đề mà sứ đồ Phaolô nhắc Timôthê là người hầu việc Chúa thì không ưa gì ạ? Tranh cãi. Timôthê nhì đoạn 2 câu 24 chúng ta xem. Giảng đạo thì sao ạ? Tôi tớ của Chúa thì sao? Chúng ta đọc chung với nhau. Và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ và nhịn nhục. Là tôi tớ Chúa thì không có tranh cạnh hay là tranh cãi. Chúng ta có thể cạnh tranh, nhưng chúng ta không thể tranh cạnh.
Sự cạnh tranh đó, thí dụ giả sử như cùng một giáo hội hoặc là các hội thánh với nhau, ô hội thánh kia sao được phước quá, hội thánh kia sao được ơn quá, thì chúng ta phải xem coi hội thánh đó tại sao họ được ơn, tại sao họ giàu có, tại họ truyền giáo lớn, tại sao họ có kết quả, để chúng ta học đòi các gương của họ. Nhưng mà tranh cạnh là gì? Bắt đầu hội thánh đó lớn, chúng ta mới nói là thí dụ như người ta giàu có, người ta đi xe đẹp ha, cái mình nói như thế này, ừ người đó giàu người đi xe đẹp, nhưng tôi là nghèo nhưng cho sạch, rách cho thơm. Cũng có lý do chính đáng đúng không? Nhưng tại sao chúng ta không tìm coi, ủa tại sao người đó được ơn vậy? Phải không ạ? Thật sự tôi rất là ước ao, tôi thấy được những người được ơn, tôi rất là ước ao để mình cũng được ơn vậy. Nhưng mà thương bà chị em, nếu đôi khi chúng ta, Chúa chỉ dùng một người đó được ơn đó, nhưng Chúa lại dùng chúng ta một cái ơn khác. Cũng là ơn, nhưng mà Chúa dùng chúng ta một cái ơn khác. Chỉ có điều đừng có nhìn thấy người ta xong người ta có ơn mà mình thì thấy ớn, thì nó nguy hiểm thôi. Nếu giả sử như người kia có ơn đuổi quỷ, người kia có ơn chữa lành, nhưng Chúa cho mình cái ơn truyền giáo, Chúa cho mình cái ơn mở hội thánh, Chúa cho mình ơn yêu thương, Chúa cho mình ơn gây dựng, được không ạ? Hãy phát triển cái ơn của Chúa cho mình. Và khi anh em trung tín mà chúng ta cầu nguyện chúc phước cho cái người có ơn đó, thì Chúa cũng sẽ ban phần thưởng này cho chúng ta. Cho nên cái người mà hầu vị Chúa hay là người gọi là xây nhà Chúa thì không có hay tranh chiến. Yeah. Vậy thì trong giữa anh em hầu vị Chúa với nhau có tranh chiến hay không? Có không chị em? Tôi thường là tôi pha cà phê, tôi để cà phê có trà ngon, cà phê ngon luôn, để mời mọi người uống, nhưng không có, đi ra ngoài kia uống. Hình như ra ngoài kia nó có tranh chiến hơn là ở trong đây. Tại đây ngồi đông người không có tranh chiến được không? Cái đó là nghi ngờ sự dữ. Thưa anh chị em, chúng ta trong cái vấn đề hầu vị Chúa đó, thì về một phương diện đó là nói về cái quan điểm á, nhiều lắm. Cái người còn con trẻ thuộc linh có quan điểm khác. Cái người con trẻ thuộc linh, ai mà chăm sóc họ, ai yêu thương họ, ai cho họ kẹo là họ nói là người này yêu tôi, đúng không ạ? Còn cái tuổi hoa niên đó, mọi ý kiến của họ mà ai cũng ai qua họ nói rằng là những người đó ủng hộ họ, là những người đó cùng phe với họ. Nhưng những người trưởng thành thì họ nói là gì? Nguyện người công bình đánh tôi ấy là khi mà ai đó trách anh em về một vấn đề gì đó mà anh em cảm ơn Chúa vì cái lời trách này, anh em trở thành người trưởng thành. Và tôi thường nói với các bạn thanh niên, những người đặc biệt các anh em ở với tôi trước đây, tôi nói là khi mà thầy nó còn nhắc nhở đó là thầy thương. Chứ còn nếu mà thầy không nhắc nhở nó, thôi chuyện con tụi con làm, con quyết định. Có những đứa thầy tôi nhắc nhở, tôi trách nó, nó cũng giận tôi chứ. Hảo nó gục đầu xuống là nó biết rồi đó. Hùng nó ra khỏi nhà tôi, nó đi mướn nhà riêng, nó ở là biết rồi đó. Nhưng thật sự tôi rất yêu nó. Tôi rất yêu các anh em. Nhiều người tôi trách thẳng luôn vậy đó. Mà tôi biết trách như vậy là tôi nghĩ rằng là không biết nó đủ sức để nó lại nghe được cái lời trách này hay không. Nhưng chúng ta nhớ rằng Chúa từng sửa phạt, phải không ạ? Hay nhận làm con thì Chúa làm gì? Cho roi cho vọt. Ngày tía ngày sửa để chúng ta được sai trái hơn, để chúng ta được tốt hơn, chứ không phải để chúng ta tệ hơn. Nhưng trong cái sự tỉa sửa đó luôn luôn có tình yêu, chứ không phải sự tỉa sửa đó là sự miệt thị hay là dài đạp hay là khinh bỉ. Đó không phải là sự tỉa sửa. Nhưng Chúa của chúng ta, Ngài tỉa sửa chúng ta để chúng ta trở nên sai trái hơn. Anh chị em tưởng tượng cái người không có kết quả, Chúa cũng dùng dao Chúa chặt bỏ. Những ai là người đã từng trồng cây nhãn hoặc là cà phê, chúng ta biết sau khi hái trái rồi, tôi thấy họ cầm cái kéo tỉa, họ đi và cắt bỏ nhánh, vứt, cắt, vứt. Tôi sao lạ vậy, tại sao lại bỏ như vậy? Cái nhành nó ra thì nó sẽ ra trái khác. Họ nói không, cái nhành này họ nhìn thấy, nhành này là nó sẽ hư, họ cắt bỏ để chi? Tập trung cái chất lượng cho những cái nhành khác. Rồi lúc ba tôi trồng cây cũng vậy nữa. Chẳng hạn như là
có những cái cây mà cái mít hay gì đó, nó trái nó ra nguyên một cái chùm trái vậy. Thì ba tôi lại cắt bỏ chừa có vài trái đó. Tôi sao uổng vậy? Nó hàng chục trái mà tại sao ba chừa có hai ba trái vậy? Ba tôi nói là không, nếu để những trái đó đó thì nó hư và nó ảnh hưởng luôn tất cả các trái khác, không có kết quả. Quyết định cắt tỉa cả hai phương diện, chặt bỏ như trong văn đoạn 15. Chúa nói nhánh nào không kết quả, Chúa chặt bỏ. Còn nhánh nào kết quả thì Chúa làm gì? Tỉa sữa. Thế chị em, cái tỉa sữa nó có đau không? Đau chứ. Nó đâu có thua gì cái chặt bỏ đâu. Nhưng mà cái tỉa sữa đó là để sai trái hơn. Tôi mừng vì các anh em có những lúc chúng tôi tỉa, chúng tôi sửa, mà anh em vẫn yêu Chúa và vẫn yêu thương nhau. Điều đó tôi mừng. Anh em vẫn tiếp tục khao khát để trở đứng vào trong cái vị trí hầu vị Chúa. Có những lúc sai trật, có những lúc lỗi lầm, có những lúc yếu đuối, anh em có thể bị quở trách, bị khiển trách. Nhưng mà sau cái sự khiển trách đó thì anh em kết quả cho Chúa nhiều hơn. Điều đó đáng mừng. Tôi đã từng bị khiển trách. Tôi không phải là xuất thân từ một người từ nhỏ trở thành ngon lành đâu chị em. Tôi từng một người bị kỷ luật. Có gì hãnh diện? Trong các lớp trường Kinh Thánh tôi vẫn dạy và tôi vẫn nói về tôi là từng là người bị kỷ luật. Nhưng sau đó người ta tưởng gì một sư hiệu trưởng mà kỷ luật. Bắt đầu họ đồn ra một sư hiệu trưởng từng bị kỷ luật. Không sao cả. Bởi vì cái kỷ luật đó mà có được một người hầu vị Chúa ngày hôm nay. Tôi vẫn yêu Chúa và vẫn hết lòng phục vụ Chúa. Còn ai mà đồn những lỗi lầm của anh chị em ra là việc của họ, anh chị em đừng lo. Chú nhớ câu chuyện của Noe uống rượu nho và xỉn không? Thằng cha nó đi nhìn thấy cha lõ thể. Nó không lấy cái chăn hay gì đó nó đắp cho cha. Nó đi nó nói với hai anh kia xem và gia phết. Ê, coi cha của mình nè, ông nhậu ông xỉn, ông lõ thể, tệ, thiết là tệ. Xem bà Gia Phết nghe như vậy và đi như thế nào chị em? Đi thụt lùi. Tại sao ông không đi qua vậy đi cho thấy đường? Bởi vì không muốn nhìn thấy cái sự lõ lồ của cha và quyết định đi thụt lùi và lấy cái áo làm gì? Đắp cho cha, che đậy. Đây là hành vi của người tình yêu thương thì sao? Khỏa lấp vô số tội lỗi. Có những lúc tôi kỷ luật những anh chị em hầu vị Chúa đó. Chúng tôi kỷ luật nhưng mà chúng tôi vẫn giữ cho họ cái uy tín khi họ trở lại. Cái án nào cũng phải có ngày để xóa án. Không phải là chung thân, không phải tử hình. Để họ trở lại, họ phải bị cái sự kỷ luật đó. Có thể họ mất một con bò để làm tế lễ trong thời cựu ước. Hình ảnh tấn ước, có thể họ mất chức vụ. Có thể họ giảm đi một cái chức vụ ở trong hội thánh. Nhưng họ vẫn là người hầu vị Đức Chúa Trời. Thì đó cũng là điều mà chúng tôi khao khát được rằng qua cái sự tỉa sữa, sự quả trách có tình yêu, để mọi người chúng ta trở nên hiệu quả hơn cho Chúa. Amen chị em. Như vậy hai điều là đối với cái người mà không được xây nhà Chúa, xin chúng ta cùng nhắc lại. Thứ nhất là gì? Không làm đổ huyết. Xin lỗi, cái người mà không được xây nhà Chúa đó là làm đổ huyết. Và thứ hai là hay tranh chiến. Và hay tranh chiến. Như vậy thì nếu chúng ta hay từng làm đổ huyết, chúng ta loại bỏ điều này ra. Tức là gì? Ghét anh em mình là kẻ giết người, như văn nhất đoạn 3 câu 15. Và chúng ta xem xét lòng chúng ta, không để bất cứ một sự ghen ghét nào, bởi vì chúng ta có linh của Đức Trời ở trong chúng ta. Thứ hai là sự tranh chiến. Chúng ta không có sự tranh cãi. Không có tranh cãi. Tôi tới của Chúa không ưa tranh cãi. Không ưa gọi là tranh cạnh hay là tranh cãi. Chúng ta có quyền tranh luận để đem ra những cái điều tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái tiêu chuẩn của người xây nhà Chúa. Xin chúng ta cùng xem câu số 9. Kìa con trai mà ngươi sanh ra, nó sẽ là người thái bình, ta ban bình an cho nó. Các thù nghịch ở bốn phía nó chẳng quấy rối nó. Vì tên của nó sẽ là Salomon. Trong đời nó ta sẽ ban sự thái bình an tịnh cho Israel. Điều đầu tiên của cái tiêu chuẩn của người xây nhà Chúa đó là người thái bình. Anh chị em cùng lặp lại với tôi. Người xây nhà Chúa là người thái bình. Amen. Yeah. Từ thái bình này trong nguyên nghĩa tiếng Hebrew có nghĩa là hòa bình, hòa thuận, hay là theo đuổi sự hòa thuận.
hòa bình, hòa thuận, hoặc là theo đuổi sự hòa thuận. Chúng ta luôn luôn mong ước được rằng không có làm muốn làm tổn thương ai, và cũng không muốn gây sự chia rẽ với bất cứ ai. Có những người họ cũng từng tuyên bố là gì? Là có người đó không có tôi, hoặc là tôi sẽ không bao giờ tôi có thể bước chân đến cái nhà đó chẳng hạn. Và đối với họ thì họ chỉ là cái sự phán xét là do mỗi người họ cái quyết định của sự sống ấy phán xét đó. Nhưng mà chúng ta luôn luôn phải trở thành một người theo đuổi sự hòa thuận. Không nhất thiết là anh chị em phải vồn vã với họ, nhưng mà anh chị em không còn ghen ghét, không có đố kỵ, không nói xấu hay là gì đó. Còn phần còn lại là gì? Cứ luôn luôn theo đuổi cái sự hòa thuận. Có cơ hội là cứ hòa thuận, có cơ hội là cứ hòa thuận. Gia-cốp là một người mà tôi nhìn thấy được cái tinh thần hòa thuận của ông. Sau khi ông lừa anh gạt cha, chạy trốn sau 20 năm, ông quyết định trở về. Và ông lại có cái tâm tình muốn hòa thuận. Mặc dầu trong cái việc mà ông muốn hòa lại với lại anh của ông, trong đó nó vẫn có những cái tố chất của người của Gia-cốp, phải không ạ? Ông chia ra bao nhiêu toán quân? 3 toán quân. Toán quân đi trước, toán quân đi giữa, cuối cùng ông với vợ các con đi sau. Mặc dầu cũng hòa thuận, ông đưa của lễ đi trước để đem sự hòa thuận. Nếu trường hợp cái toán quân bị đánh thì báo toán quân thứ hai. Mà nếu toán quân thứ hai mà bị đánh nữa, ổng thứ ba ông chạy tiếp. Tôi không biết là ông sẽ chạy bao nhiêu năm. Đối với một người có tâm tình hòa thuận thì Đức Chúa Trời luôn luôn ủng hộ người đó. Đôi khi có người khác không muốn làm hòa với chúng ta, nhưng anh em luôn luôn ở trong cái tâm tình của sự yêu thương hòa thuận, thì chắc chắn là anh em đang ở trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ ủng hộ anh chị em. Ngài ủng hộ anh chị em. Cho nên sự theo đuổi sự hòa thuận, giống như trong hôn nhân, vợ chồng đôi khi có những bất hòa, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn đặt trong tấm lòng của mình phải là người luôn luôn theo đuổi sự hòa thuận. Chúng tôi thì khi cưới nhau thì 6 tháng không cãi nhau, vợ chồng không có cãi nhau. Nhưng mà bắt đầu khi mà vợ tôi mang thai được thiên ái đến tháng thứ 6 thì lúc bây giờ vợ tôi lại ít nói. Tôi thì ban ngày tôi phải đi làm, rồi cũng đi học về Chúa và đi làm. Nhưng thấy vợ tôi lại ít nói, lại trầm tư, rồi cái lúc không có còn cái niềm vui ở trên gương mặt nữa. Rồi sau khi thời gian đó thì nó qua đi, rồi bắt đầu sanh con ra, đứa con đầu tiên thì phải nói rằng là sanh ra nó vui vô cùng vui. Hai vợ chồng ríu rít chăm con, nghe tiếng khóc của con là bồi hồi bổi hổi, vì tiếng khóc đó chào đời nó là một sinh linh đầy yêu thương, một thiên thần bé nhỏ mà Chúa đưa đến gia đình của mình. Rất là thích con, yêu thương con, chăm sóc con, ẵm bồng con, cho con bú, rồi đủ thứ hết. Nhưng cũng tiếng khóc đó vài tháng sau thì nó trở thành ám ảnh. Khi tôi đi làm ban ngày, tôi về tôi cũng rất là mệt, tôi đi học nữa, thậm chí tới lúc tôi đi học của tôi làm tôi ngủ gục luôn. Lúc tôi học trường mùa gặt, tôi ngủ gục luôn. Và vợ tôi thì làm cả ngày, tới chừng về thì vợ tôi lại muốn nằm nghỉ, có tôi thì anh chăm sóc con đi. Thì tôi chăm sóc ngồi cái tôi cũng phải mệt, tôi ngủ. Thì tới chừng con khóc, mặc dù hai chồng bật dậy, nhưng mà rồi bắt đầu cái tiếng khóc đó nó trở thành ám ảnh. Thế là bắt đầu tiếp theo khi con tôi bắt đầu trưởng thành lên một chút, bập bẹ, những tiếng nói đầu đời, ôi nó hạnh phúc vô cùng vì con mình bắt đầu biết nói. Nhưng nó lớn lên một chút nữa thì lúc bấy giờ mình dạy nó thì nó không chịu nghe. Rồi bắt đầu vỗ mông nó thì anh con nhỏ biết cái gì mà anh lại đánh vỗ mông nó. Rồi vợ chồng cái đâu gây gỗ nhau nữa. Sau một lần kia chúng tôi, hai vợ chồng gây nhau vì cái vấn đề dạy con. Và chúng tôi trước khi cưới nhau, tôi đã thống nhất với nhau hết rồi. Khi dạy con là phải thống nhất với nhau, anh dạy con thì em phải yên lặng, mà em dạy con anh cũng phải yên lặng. Cần gì hai vợ chồng nói riêng chứ không có được binh vực con trước mặt. Một giờ đêm tôi rời khỏi nhà. Mà tôi nói, anh đi đi luôn đi anh. Tự nhiên mà một giờ đi ra giữa khỏi nhà,
Tôi mặc áo khoác vô và tôi nói không, anh không có đi luôn. Đây là nhà của anh, đây là gia đình của anh, em là vợ anh, đây là con của anh. Bây giờ anh đi xuống công viên, anh muốn đi ở riêng với Chúa để anh cầu nguyện. Và tôi bắt đầu tôi xuống công viên tôi cầu nguyện. Từ 1 giờ đêm anh chị em, tôi đi công viên của Thanh Đa, tôi đi không biết bao nhiêu vòng luôn. Tôi đi 4 giờ sáng đến khi mà người ta đi tập thể dục luôn. Tôi đi mỏi xong tôi ngồi lại, tôi cứ cầu nguyện. Và tôi nói Chúa ơi, nếu là Chúa thì Chúa xử cái này như thế nào Chúa? Và tôi bắt đầu tôi ra bao nhiêu cái kết quả. Ví dụ kết quả này là như vậy, quyết định như vậy. Cuối cùng tôi thấy, ủa cái nào cũng đi đến thất bại hết. Thì tôi đi mỏi rồi tôi ngồi lại, tôi cầu nguyện, tôi vẫn cầu nguyện. Thật ra cầu nguyện lúc đó là tôi đang giống như vật lộn với Chúa vậy, giống như là gia cớp vật lộn với thiên sứ. Và tôi nghe Chúa nói một câu gì, nếu là ta thì ta sẽ yêu thương. Mình yêu luôn được cái điều xấu của người đó không cái đó. Nếu mình yêu luôn được cái người xấu đó thì Chúa mới thay đổi lòng của người đó. Còn chúng ta cầu nguyện như vậy, Chúa ơi, Chúa hãy làm cái này cho con, hãy làm cái Chúa làm cái người đó như vậy này, có nghĩa là thi theo ý ai? Ý mình. Mình cầu nguyện với Chúa nhưng mà thật sự mình đang là Chúa. Có đúng không chị em? Chúa ơi thay đổi chồng con giống vậy này Chúa, vậy này Chúa. Ủa như vậy là giống ai? Giống Chúa hay là giống mình? Đó là giống theo ý của mình, chúng ta muốn cầu nguyện như. Chúa ơi cầu nguyện cho con của con phải như vậy này Chúa, con của con phải như vậy thế này nè. Là chúng ta đang cầu nguyện theo giống ý của mình. Nhưng chúng ta cầu nguyện Chúa ơi, Ngài muốn chồng của con, vợ con của con hoặc là chính con làm điều gì trong hoàn cảnh này vậy? Anh chị em lắng nghe thì lúc bây giờ Chúa mới nói với anh chị em. Từ đó tôi đã thay đổi cái cách cầu nguyện, tôi không còn cầu nguyện theo cách là Chúa ơi, vợ con hay giận lắm Chúa thay đổi vợ con đi, vợ con thế này thế kia đủ thứ. Hồi trước tôi cầu nguyện như vậy, tất nhiên tôi không dám cầu nguyện trước mặt vợ tôi rồi. Nhưng mà bắt đầu tôi cầu nguyện theo cách khác. Chúa ơi, con sẽ làm gì trong cái hoàn cảnh này? Chúa nói với tôi là gì? Hãy yêu thương. Trong đầu tranh chiến, tiếp tục trong đầu tranh chiến, yêu thương sao được Chúa? Lỗi rồi vợ con rõ ràng mà yêu sao được Chúa? Chúa nói gì hết? Rồi cuối cùng tôi quyết định tôi trở về nhà. Mà lúc tôi lại ở chung với mẹ vợ tôi nữa. Và tôi trở về nhà. Tôi nhớ là buổi sáng hôm đó là buổi sáng Chủ nhật phục sinh. Mẹ vợ tôi và các em đi thờ phượng Chúa rất là sớm. Tôi đi lên thì đối diện với mẹ vợ tôi và các em tôi đang đi xuống để đi thờ phượng Chúa. Cũng quê lắm chứ. Nhưng mà tôi phải đối diện với Chúa và với cái hoàn cảnh và cũng đối diện với chính mình. Tôi chọn đọc phục Chúa. Tôi về, tôi mở cửa, tôi thấy vợ tôi đang nằm với con tôi và quay vào bên trong. Tôi nghĩ rằng là vợ tôi ngủ, cho nên tôi ra ngoài. Tôi nằm trên võng. Một hồi thì Chúa là thôi thúc, hãy làm hòa với vợ con. Tôi lại bước vào, tôi thấy, ủa, vợ mình vẫn đang ngủ. Tôi lại đi ra thì Chúa kêu là hãy làm hòa với vợ con. Và tôi bước vào, tôi nằm xuống trên cái nệm, rón rén nằm xuống cái nệm, con tôi thì nằm ở bên trong. Tôi vừa nằm xuống rón rén thì tôi vừa vịnh cái tay tôi vào cái vai của vợ tôi. Thì vợ tôi vừa quay qua tôi nói cho anh xin lỗi, thì vợ tôi cũng nói rằng là cho em xin lỗi. Cái giây phút đó là cái giây phút mà chúng tôi biết được rằng khi chúng tôi tôi quyết định làm theo ý Chúa, vì tôi là người chủ gia đình, tôi là người chồng, tôi phải bao dung hơn, tôi phải là người thực hiện trước. Thì cảm tạ Chúa là Chúa cũng đã biến đổi vợ tôi. Và chúng tôi bắt đầu nếm được những cái vị ngọt của tình yêu. Chúng tôi bắt đầu sống trong sự yêu thương và hòa thuận. Tỷ lệ của những cái sự mâu thuẫn giảm dần và tỷ lệ của sự vui mừng và hạnh phúc tăng lên. Và gần như có những năm tháng chúng tôi gần như không có thời gian để mà gọi là giận nhau hay là tranh luận với nhau. Nhưng mà Chúa lại đặt để chúng tôi tình yêu
để chúng tôi dành thời gian để yêu nhau. Nhất là trong dịp trong lúc mà bị Covid. Tại vì sắp chết rồi cho nên là phải dành thời gian yêu nhau. Hai vợ chồng đi như là người đi bơi cà bơi như vậy, đi không nổi luôn, đi xuống nhà vệ sinh mà đi không nổi luôn. Cho nên thôi dành thời gian yêu nhau, mà lúc đó yêu hết nổi rồi. Điều thứ hai là chúng ta là người có Chúa ở cùng. Tức là gì? Ngày xưa thì thời điểm mà Chúa ngày dùng trong quan cổ ước đó, thì những có bốn thành phần mà Chúa ở cùng: tiên tri, thầy tế lễ, vua và ai nữa? Tiên tri, thầy tế lễ, nhà vua và ai nữa? Những người mà Đức Chúa Trời ngài sử dụng cho một cái công việc đặc biệt nào đó. Nhưng mà tân ước thì sao ạ? Chúa Giêsu chính là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta luôn chánh tận thế. Cho nên tôi và chị em là người có Chúa ở cùng, chúng ta đừng có nói là Chúa ơi, ngài có ở cùng con không? Không, ngài đang ở. Ngài ở với chúng ta thân vị của Thánh Linh. Ngài ở với chúng ta để ngài kiện toàn chúng ta. Như vậy cái tiêu chuẩn này tôi và chị em thực sự là chúng ta đang có. Điều thứ ba, tiêu chuẩn của người sẽ nhà Chúa thứ ba đó là có linh khôn ngoan của Chúa. Ở trong cũng trong trong câu số 12, nguyện Đức Chúa ban cho con sự khôn ngoan thông sáng. Salomon không xin một gì khác ngoài xin Chúa cho ông khôn ngoan. Ngày hôm nay một người tin nhận Chúa Giêsu thì có Chúa Giêsu ở cùng và linh khôn ngoan của ngài ở cùng. Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17 là gì? Tôi cầu Đức Trời của Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em để nhận biết ngài. Cho nên anh chị em là người lãnh đạo, chúng ta cần phải xin Chúa cho mình linh khôn ngoan của Chúa. Và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho dân sự của Chúa. Xin Chúa ngài ban linh khôn ngoan, sự thông sáng, sự mặc khải để cho dân sự của Chúa biết Chúa. Đừng sợ dân sự của Chúa biết Chúa. Dân sự của Chúa càng biết Chúa thì họ càng yêu Chúa và họ càng tôn trọng những người hầu về Chúa. Có những người nói là tôi là mục sư là phải nghe lời tôi. Không phải. Chúng ta phải là người làm gương thì người khác mới nghe. Chúng ta đừng bắt người khác là phải nghe vì cớ là chúng ta có chức vụ đó. Nhưng mà chúng ta phải làm gương. Sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở hội thánh của Chúa, đặc biệt là những người trưởng lão là gì? Hãy giữ mình và giữ bày. Chúng ta phải giữ mình trước, làm gương trước. Đừng trách người ta tại sao người khác lại không có phục tôi hay là như thế nào. Chúng ta cần phải xem xét lại chính toàn chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có linh khôn ngoan của Chúa. Côn Tô nhất đoạn 1 câu 24, Chúa Giêsu chính là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Rồi trong sách Xuất đoạn 35 câu 35, Xuất 35 câu 35, ngài phú cho hai người đó đầy sự khôn ngoan đặng làm các công nghệ về thợ thêu, thợ dệt nhiều màu, tức là màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và gãy mền, để bày ra và làm các thứ công nghệ khéo. Những người hầu việc Chúa họ là người có đầy linh khôn ngoan của Chúa. Đang thờ phượng Chúa, hướng dẫn đồng Chúa có cần có linh khôn ngoan của Chúa không? Dạy lời, dạy giáo lý căn bản có cần linh khôn ngoan không? Thăm viếng chăm sóc có cần linh khôn ngoan không? Tất cả đều cần phải có linh khôn ngoan của Chúa. Để như vậy, để chúng ta nói ra lời khôn ngoan. Điều thứ tư đó là chúng ta cần yêu Chúa và yêu hội thánh của Chúa. Như ở đây câu 12 phần B, khiến con cai trị cho Israel để con gìn giữ luật pháp của Jehovah Đức Chúa Trời của con. Nếu chúng ta không yêu Chúa và không yêu hội thánh của Chúa thì chúng ta không thể nào hầu Chúa được. Trước khi để xác định là cái chức vụ hầu về Chúa, Chúa hỏi Phi-rơ ba câu hỏi: ngươi yêu ta chăng? Cuối cùng Phi-rơ nói gì? Là Chúa biết hết tất cả mọi sự, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Cho nên yêu Chúa là tiêu chuẩn đầu tiên. Và tiếp theo là yêu hội thánh hay là yêu anh em mình. Văn nhất đoạn 4 câu 20-21, chúng ta xem cái câu kinh thánh này: ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình là kẻ nói dối, vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi ngài điều răn này: ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng yêu anh em mình. Yêu anh em mình chính là yêu Chúa.
và yêu Chúa cũng yêu anh em mình và cũng là yêu hội thánh. Và cuối cùng đó là gì? Đó là người phải lấy cái tiêu chuẩn lời Chúa làm hành vi cho cuộc sống. Ở đây David khuyên Salomon, nếu con cẩn thận làm theo các luật pháp mà, và mạng lệnh mà Chúa Bái Chúa Trời phán dặn Môi-se truyền cho Israel, thì con sẽ được hanh thông, khá vương lòng bình trí, chớ sợ sệt, chớ kinh hại chị. Tiêu chuẩn trong Tân Ước có, tiêu chuẩn trong Cựu Ước có. Tiêu chuẩn làm theo luật pháp không để chúng ta được cứu rỗi, nhưng tiêu chuẩn làm theo luật pháp để Chúa Ngài ban phước. Và lời hứa đây là gì? Thà con sẽ được hanh thông. Tôi đã từng chia sẻ với Hội Thánh về cái sự hanh thông này rồi. Cái sự hanh thông, nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa đen thì hanh thông là gì anh chị em? Chúng ta có thể nghe từ hanh thông này chưa? Thuận buồm xuôi gió, phải không ạ? À, mọi sự đều tốt lành. Ví dụ như ai đó làm gì đó, thôi chúc thuận buồm xuôi gió nha, mã đáo thành công nha, ôi xin Chúa cho hanh thông trong mọi sự nha. Từ hanh thông này trước đây dùng nhiều lắm, nhưng mà sau này thì lại ít có dùng cái từ hanh thông này. Thì trong Kinh Thánh vẫn còn cái từ này ghi lại, và tôi thấy cái từ này rất là hay, cái từ hanh thông. Chúng ta nhớ có một ông vua mà ông tìm kiếm Chúa. Kinh Thánh nói gì? Ông khi nào mà ông rấp lòng tìm kiếm Chúa thì Đức Chúa Trời làm cho ông đặng được thịnh vượng. Chúng ta nhớ ông nào không ạ? No, đó là Ezechiel. Đây sẽ là Osia, dạ Osia, dạ. Chúng ta xem sự ký nhì đoạn 26 câu 5. Trong đời Sacheri là người thông hiểu các dị tượng của Đức Chúa Trời, thì Osia rấp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, và người tìm kiếm đặng bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bảy lâu. Cái từ may mắn này là thịnh vượng, thành công, hay cũng có gọi là gì? Hanh thông. Nếu ta nói ra một cái nghĩa giống như là cái từ hanh thông này thì sao? Osia rấp lòng tìm kiếm Chúa đặng bao lâu thì Chúa cho anh thông, ông hanh thông bảy lòng. Như vậy thì Salomon cũng vậy, dù Salomon là một người vị vua giỏi và khôn ngoan, nhưng mà Salomon là người tìm kiếm Chúa. Ông tuân thủ hay ông đặt lời Chúa làm kim chỉ nam cho hành động của ông ở trong cuộc sống. Ông luôn luôn xét cái điều gì vừa lòng Chúa. Và như vậy thì sao? Chúa cho ông được hanh thông, được hanh thông. Và nếu nói với Osia thì nào? Ngày nào Osia tìm kiếm Chúa, Osia được hanh thông. Trong cái công việc nào Osia tìm kiếm Chúa, Osia được hanh thông. Nếu như trong hôn nhân mà Osia tìm kiếm Chúa thì Osia được hanh thông. Còn nếu mà chờ người nữ tài đức thì chưa có hanh thông. Rồi chọc điều này, chọc Hảo. Thầy Hảo mong chờ có người nữ tài đức, và Chúa sẽ đưa người nữ đó tới, cho nên Hảo không bao giờ đi tìm. Thay đổi ý kiến chưa con hả? Thay đổi lập trường chưa? Mà như trong công việc truyền giáo mà anh em tìm kiếm Chúa thì trong công việc truyền giáo của anh em sẽ được hanh thông. Trong cái việc mở mang hội thánh Chúa, nếu anh em mở mang, anh em tìm kiếm Chúa thì sẽ được hanh thông. Tôi cũng cầu nguyện Chúa trong mọi sự anh chị em. Mọi sự khi mà vợ chồng tôi từng thất bại vì chúng tôi không có tìm kiếm Chúa trước hết. Cho nên chúng tôi bị thất bại. Thất bại trong những cái công việc. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu những cái công việc mà chúng tôi làm, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ cho chúng tôi hanh thông trở lại. Anh chị em muốn hanh thông là 365 ngày hay là hanh thông 52 tuần lễ thôi, 52 Chủ nhật thôi? Tại vì một năm là có 52 ngày Chủ nhật, 52 tuần đúng không ạ? Chúng ta chỉ có thường tìm kiếm Chúa một ngày Chủ nhật thôi, thì chúng ta chỉ có hanh thông 52 ngày. Nhưng nếu mọi công việc của chúng ta đều tìm kiếm Chúa, giả sử như bây giờ anh chị em, bây giờ như cô Nguyễn đi, giờ mua con bò về và cầu nguyện với Chúa, Chúa cho con mua con bò và chúc phước cho con bò đó, thì con bò được hanh thông, công việc của mình được hanh thông. Cả tất cả công việc làm ăn của anh chị em cũng vậy. Nếu anh chị em cầu nguyện, anh em đặt Chúa lên hàng đầu, anh em cầu nguyện với Chúa,
trình danh Chúa trước hết nha, chứ không phải là mình làm xong rồi mới nói Chúa ơi Chúa ban phước cho con cái công việc này, thì cái đó là không được. Chúng ta cầu hỏi Chúa, đặc biệt là những cái công việc mà chúng ta quyết định mang cái tính gọi là nó sống còn hoặc là nó lâu dài đó, thì anh em phải cầu nguyện để xin Chúa ngài dẫn dắt. Chắc chắn một điều rằng Chúa sẽ cho chúng ta được hanh thông. Như vậy người đó sẽ được lời hứa. Chứ từ hanh thông ngoài vấn đề được thành công về công việc, nhưng từ hanh thông còn nổi lên cái sự khỏe mạnh về thân thể. Chúa sẽ cho chúng ta khỏe mạnh về thân thể. Bệnh tật than vãn, buồn bã, nó sẽ trốn ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Thế thì nhà Chúa bây giờ là ở đâu? Ở trong episode đoạn 2 câu 22. Episode đoạn 2 câu 22, chúng ta đọc chung với nhau câu này. Xin bắt đầu. Ấy mà anh em cũng nhờ ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng cho nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong thánh linh. Rồi chúng ta xem tiếp câu kinh thánh là Hebrew đoạn 3 câu 6. Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa, mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Vậy theo Hebrew đoạn 3 câu 6 thì nhà Chúa là ai? Là đâu? Đó là chúng ta. Khi xây dựng những cái phẩm hạnh hoặc là chăm sóc chính thân thể của mình là đền thờ của Chúa, đó cũng là chúng ta đang xây nhà Chúa. Chúa nói là phạm cái gì thì ngoài thân thể, nhưng mà liên quan về vấn đề tình dục thì nó là phạm vào chính thân thể của chúng ta. Hoặc là chúng ta hoặc ăn hoặc uống hay làm gì khác, hay vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Chúng ta được quyền làm mọi sự, nhưng Chúa nói không để sự gì bắt phục được con. Chúng ta cũng được phép làm mọi sự, nhưng không phải sự gì cũng làm gương tốt. Khi anh chị em trở thành người hầu về Chúa thì cái việc mà anh em làm gương tốt là đặt ra hàng đầu. Chúng ta được quyền hết á. Chúng ta được ăn, được uống, được làm tất cả mọi sự, nhưng mà Chúa nói cái điều đó mà không làm gương tốt thì chúng ta phải loại trừ. Bởi vì giả sử như tôi nói cái cột này, chúng ta thấy nó choáng cái căn nhà phải không ạ? Tại vì khi mà thiết kế ban đầu, cái người thiết kế đã không có đổ những cái đà, có thể là không đổ những cái đà chắc, cho nên họ quyết định phải đổ thêm cái cột này nằm ở đây. Mà khi chúng ta thấy choáng quá, chúng ta cưa bỏ, thì chúng ta thấy là cái lực của nhà nó yếu và nó có thể gây sập nhà. Chính chúng ta là người được Chúa gọi để bước vào trong chức vụ. Khi chúng ta nhận chức vụ đó, chúng ta rất là vui và chúng ta hứa với Chúa đủ thứ hết. Xin Chúa giúp đỡ con để con trở thành một người lãnh đạo để làm gương cho cả bầy. Nhưng đôi khi đối diện một cái gì đó, anh chị em phủ nhận tất cả hoặc là quên mất tất cả để chúng ta muốn đạt được cái điều gì đó, thì lúc bấy giờ nếu cái cây cột này nó sụp thì coi chừng cả cái căn nhà đã sụp đó. Chúng ta không có thể coi thường cái điều đó được. Cho nên nhà Chúa cũng là chúng ta. Và cái điều thứ ba, Timôthê nhất đoạn 3 câu 15. Nhà Chúa là ở đâu? Chúng ta đọc chung với nhau. Phòng ta có trầm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh Đức Chúa Trời, trụ và nền của lẽ thật. Tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, trụ và nền của lẽ thật. Như vậy xây nhà Chúa có nghĩa là chúng ta xây dựng những con người ở trong nhà của Chúa, từng thành viên để họ trưởng thành. Xây dựng nhà Chúa cũng là xây dựng những thành viên ở trong gia đình của chúng ta. Gia đình chúng ta được vững vàng, vợ chồng vững vàng, cha mẹ vững vàng thì con cái sẽ được vững vàng, vì nó sẽ học gương của chúng ta. Cho nên hội thánh của Chúa, trách nhiệm từng người một, người lãnh đạo hội thánh địa phương phải làm gương cho hội thánh địa phương của mình, người lãnh đạo cấp trên cũng phải làm gương cho những người lãnh đạo của mình. Để chi vậy? Họ sẽ là người cùng với chúng ta hưởng phước của sự sống. Kể cả ở trong gia đình, chồng phải làm gương cho vợ, chồng yêu vợ và hy sinh hay là tôn trọng vợ của mình để nàng cùng với chúng ta hưởng phước của sự sống. Cho nên thưa anh chị em, mạng lệnh xây nhà Chúa là dành cho những người con dân của Chúa, những người yêu mến Chúa. Và nhà của Chúa phải được xây dựng một cách nguy nghe và danh tiếng phải được rực rỡ trong các nước. Chúng ta hãy bắt đầu để khẳng định điều này. Chúa ơi hãy giúp con để con sẽ là một người có chuẩn mực trong việc xây nhà Chúa, để đền thờ của Chúa phải là đền thờ nguy nga anh chị em.
Đền thờ này phải là đền thờ nguy nga. Chúa phải được vinh hiển qua đền thờ này. Chúa cũng được vinh hiển qua hội thánh của chúng ta. Và Chúa sẽ được vinh hiển, danh tiếng của Ngài được rực rỡ ở trong các nước. Amen chị em. Chúa ban phước để rồi tiêu chuẩn về xây nhà Chúa. Ai sẽ là người xây nhà Chúa? Chúng ta đã có cái câu trả lời. Người không được xây nhà Chúa đó là người làm đổ việc vô tội. Người không được xây nhà Chúa đó là người hay có tinh thần tranh chiến hay cãi cọ. Còn người có tiêu chuẩn xây nhà Chúa là gì? Đó là người thái bình, là người được Chúa ở cùng, là người có linh khôn ngoan của Chúa, là người yêu Chúa và yêu hội thánh, là người luôn luôn đặt lời của Chúa làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình, để Chúa Ngài ban phước cho đời sống của mọi chúng ta. Ngài hứa rằng chúng ta sẽ được hành thông. Amen. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa và anh chị em có mặt ngày hôm nay và tất cả những người nghe lại sứ điệp này. Xin Chúa cho tất cả chúng ta đều sẽ trở thành những người khao khát để xây dựng nhà của Đức Chúa Trời. Amen. Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.